Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin Phật sự hàng ngày của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online. Chương trình được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày và phát lại vào 10 giờ sáng ngày hôm sau. Hôm nay thứ 6 ngày 20 tháng 8 năm 2021, chương trình gồm có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh, đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2565 tại chùa Minh Đạo. Xúc động đêm Vu Lan cầu siêu nạn nhân tử vong do dịch Covid-19 tại Học viện Phật giáo Hà Nội. Trà Vinh, bế mạc khóa an cư kích hạ Phật lịch 2565 tại trường Hạ Tăng, chùa Lưỡng Xuyên. Đồng Tháp, chùa Hưng Thiền cúng dường các tự viện trong huyện Lấp Vò. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ai ở đâu ở yên đó từ ngày 23 tháng 8. Cập nhật Covid-19 trên thế giới ngày 20 tháng 8, xuất hiện biến thể mới AI3 nguy hiểm hơn tất cả. Mời quý vị đến với phần tin chi tiết. Thưa quý vị, một mùa Vu Lan báo hiếu nữa lại về trong niềm tri ân sâu sắc đến những đấng sinh thành. Mùa Vu Lan năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung ương Giáo hội đã chỉ đạo các chùa tự viện không tổ chức lễ Vu Lan tập trung, ai ở đâu ở yên đấy, tụng kinh cầu nguyện và cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do dịch Covid-19. Trên tinh thần đó, sáng nay chùa Minh Đạo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu. Tuy tổ chức bằng hình thức trực tuyến nhưng buổi lễ không kém phần trang nghiêm thành kính. Hòa chung niềm hân hoan của những người con Phật nhân mùa Vu Lan tháng hội, sáng ngày 20 tháng 8 năm 2021, nhằm ngày 13 tháng 7 năm Tân Sửu, tại chùa Minh Đạo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu và dâng pháp y ca sa Phật lịch 2565 dương lịch 2021. Quang Lâm chứng minh tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ chùa Minh Đạo, Đại đức Thích Minh Ân, trụ trì chùa Minh Đạo cùng Chư Tôn Đức Tăng nội tự đồng tham dự. Trong niềm hoài cảm sâu lắng về hai đấng sinh thành, đại diện đạo tràng Bổn Tự, Phật tử Minh Quý đọc bài cảm niệm Vu Lan. Mùa Vu Lan là dịp để Phật tử ôm lại tâm hành hiếu, tu tạo phước điền, hướng về thầy tổ, ông bà, cha mẹ như trong kinh Đức Phật dạy. Với tinh thần ấy, Chư Tăng và đại diện Phật tử đạo tràng chùa Minh Đạo đã trang nghiêm thực hiện nghi thức bông hồng cài áo lên Hòa thượng Viện chủ cùng Chư Tôn Đức Tăng Bổn Tự. Tiếp đó, đại diện Phật tử đạo tràng cũng đã trang nghiêm dâng pháp y cúng dường Hòa thượng Viện chủ cùng Chư Tôn Đức Tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ, chúc mừng Chư Tôn Đức tăng thêm tuổi đạo. Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhân đã nhắc lại ý nghĩa của ngày đại lễ Vu Lan đến toàn thể đại chúng. Ngày lễ Vu Lan cũng ví như là ngày Tết của những người con Phật, ngày để chúng ta trở về với cội nguồn, thể hiện lòng tri ân và báo ân lên ba ngôi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, đồng thời thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu, hiếu hạnh với cha mẹ, ông bà và những người thân yêu. Nhân đây, Hòa thượng cũng đã tán thán và ghi nhận công đức của Chư Tăng và Phật tử chùa Minh Đạo trong thời gian qua đã trì tụng kinh Dược Sư cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm tiêu trừ, cũng như lập đàn tràng cầu siêu chư hương linh tử vong do dịch bệnh. Sau cùng, Hòa thượng Viện chủ chùa Minh Đạo kính chúc toàn thể Chư Tăng cùng quý Phật tử đang tham gia đại lễ qua hình thức trực tuyến luôn an lành trong chánh pháp và làm tròn đạo hiếu của người con Phật. Buổi lễ được thực hiện với hình thức trực tuyến, chỉ có Chư Tăng cùng Phật tử nội tự tham dự để bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tối qua ngày 19 tháng 8, tức ngày 12 tháng 7 năm Tân Sửu, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do đại dịch Covid-19 nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2565, dương lịch 2021. Đại lễ Vu Lan diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đối phó với đại dịch Covid-19. Tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, đại lễ Vu Lan là dịp báo ân báo hiếu, đặc biệt là nghi thức cầu siêu các anh hùng liệt sĩ, nạn nhân tử vong do dịch Covid-19. Đây cũng thể hiện tinh thần hiếu đạo tứ trọng ân trong nhà Phật. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, Hòa thượng Tiến sĩ Thích Thanh Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện, thuyết giảng về ý nghĩa lễ Vu Lan báo hiếu báo ân. Sau một hồi chuông trống bát nhã, Hòa thượng Thích Thanh Ân, Chánh Duy Na Hạ trưởng Sóc Thiên Vương tuyên đọc văn tế tưởng niệm đồng bào tử nạn, chiến sĩ trận vong, thập nhị loại cô hồn, các nạn nhân tử vong do đại dịch Covid-19.
toàn thể đại chúng cùng thực hiện nghi lễ cầu siêu, thắp nến tri ân. Khóa lễ Vu Lan do Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức có sự tham dự của Chư Tôn Đức và các Tăng Ni Sinh. Đây là những vị Tăng Ni vừa kết thúc 3 tháng an cư kết hạ, theo truyền thống của Phật giáo. Do đại dịch COVID-19, toàn thể Tăng Ni Sinh giảng sư của Học viện thực hiện giãn cách xã hội theo hình thức cấm túc, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đây là khóa lễ đặc biệt, nguyện cầu quốc thái dân an, bệnh tật tiêu trừ và cầu siêu cho những nạn nhân tử vong do đại dịch COVID-19. Đây cũng là sự thể hiện tinh thần báo ân, báo hiếu tứ trọng ân của nhà Phật. Tứ trọng ân trong Phật giáo đó là ân trời đất, ân quốc gia, ân thầy tổ, thầy dạy và cha mẹ, ông bà, ân đồng bào, xã hội. Tứ trọng ân đã trở thành nguồn sống tinh thần trong tâm thức con người, tri ân và báo ân. Khi đất nước khó khăn đối phó với đại dịch COVID-19, Tăng Ni Sinh Học Viện thực hiện nghiêm các chủ trương của giáo hội, chính phủ, ai ở đâu, ở yên đó, tích cực kêu gọi bà con Phật tử tham gia công tác thiện nguyện và đã có hàng trăm Tăng Ni Sinh viết đơn phát nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch. Tại lễ Vu Lan báo hiếu đêm nay, họ đã thắp lên những ngọn nến với lòng thành kính tri ân đến sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Những ngọn nến được thắp lên trong đêm Vu Lan và được truyền tay nhau tại khóa lễ. Đó là niềm tin, sự sẻ chia nhân lên tình thương bao la của những người con gửi gắm đến đấng sinh thành. Sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã xuống cho chúng ta có cuộc sống hạnh phúc ấm no như ngày nay. Lễ Vu Lan là dịp để mỗi chúng ta nhìn nhận lại mình đã nhận được bao nhiêu nguồn sống tình thương của mọi người xung quanh, của cộng đồng, để thực hành hạnh hiếu mọi lúc mọi nơi theo tinh thần của Phật giáo. Theo giới luật Đức Phật chế định và truyền thống an cư kết hạ của Chư Tăng Ni, sáng ngày 19 tháng 8 năm 2021, tức ngày 12 tháng 7 năm Tân Sửu, tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chùa Lưỡng Xuyên, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Chư Tăng trong tỉnh đã y cứ theo tín đi luật tạng, làm lễ tác pháp tự tứ, kết thúc khóa an cư kết hạ Phật lịch 2565, Dương lịch 2021. Chứng minh và tham dự có Hòa Thượng Thích Trí Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Thiền chủ kiêm Hóa chủ Hạ Trường, Hòa Thượng Thích Huệ Pháp, Phó Ban Trị sự kiêm trưởng Ban Tăng sự tỉnh, Thiền chủ Hạ Trường, Đại Đức Thích Tâm Khiết, Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh, cùng Chư Tôn Đức trong Ban Chức sự Hạ Trường và 30 vị chư hành giả an cư tại Tổ đình Lưỡng Xuyên. Theo cái truyền thống mà an cư kiết hạ từ Đức Phật còn tại thế, cho nên là những người xuất gia luôn lúc nào cũng tôn trọng và giữ gìn cái giới luật và cái truyền thống an cư của chư tăng, chư người tu sĩ xuất gia. Thì để mà cấm túc an cư kiết hạ trong 3 tháng mùa mưa, mang cái lòng từ bi đối với những cái con di trùng mà sinh sôi nảy nở trong cái mùa mưa. Thì đó, trong cái an cư như thế thì Đức Phật chế ra giới lực mà nếu mà chư tăng mà tu tập tinh tấn giữ gìn giới lực thì Phật pháp nó được phát triển, được trường tồn. Chư tăng tu tập thì lấy khi Đức Phật mà nhập diệt rồi đó thì Đức Phật dạy là lấy giới lực để làm đầu, lấy giới lực để làm thầy, để mà tu tập. Thời gian 3 tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm Chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho Chư Tăng Ni an cư tu học. Theo cái tinh thần chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, cũng như Trung ương Giáo hội, Ban sự các tỉnh thành, vấn đề dịch bệnh COVID-19 đã diễn qua phức tạp trong toàn cầu và nói chung và ở địa phương nói riêng. Nhưng trong chỗ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vẫn thực hiện đúng theo tinh thần tu tập lực tạng Đức Phật đã chế, thì hàng năm vẫn tổ chức nhưng mà cấm túc ở tại chỗ nơi tự viện và đảm bảo được an toàn, coi cái vấn đề dịch bệnh lây lan, truyền nhiễm ở trong cộng đồng. Thì hôm nay trong cái mùa an cư kiết hạ 3 tháng, Chư Tăng Ni vẫn cấm túc và tâm niệm ở tại chỗ, thì vẫn là nghiêm túc thực hiện tốt thọ trì và tăng cường thêm cái thời khóa trong vấn đề tu học trong 3 tháng, thay cho cái chương trình thuyết giảng tập trung
hạn chế coi như là chỗ đông người. Nên vì vậy hôm nay trong chống là 3 tháng an cư kiết hạ đã được viên mãn, hạ lạp được châu viên. Chư Tôn Đức Tăng Ni coi như hôm nay làm lễ tự tứ để làm lễ mãn hạ, thì cũng là nghiêm túc thực hiện đúng 5K theo cái tinh thần chỉ thị cũng như của nhắc nhở của Trung ương Giáo hội, để đảm bảo sức khỏe an toàn cho Tăng Ni trong an cư kiết hạ trong 3 tháng. Tuy là trong mùa dịch rất là trở ngại khó khăn, nhưng mà tất cả Tăng Ni đều tinh tấn tu tập, thực hiện tốt theo thời khóa tu tập trong cái chương trình mà Nội quy Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã đề ra. Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các hoạt động của trường hạ không thể diễn ra theo truyền thống hàng năm. Chư Tăng Ni các tự viện thực hiện an cư tại chỗ theo sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và Thường trực Ban trị sự tỉnh Trà Vinh. Sau khi đảnh lễ chư vị tổ sư tại tổ đường trước đại hùng bửu điện, trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, chư Tôn Đức đã niêm hương bạch Phật, làm lễ tác pháp tự tứ, kết thúc khóa an cư kiết hạ. Chư hành giả đã lần lượt tác pháp đối thú tự tứ, tự kiểm điểm lại bản thân sau 3 tháng an cư vừa qua, nhằm thúc liễm thân tâm, tinh tấn trong tu học. Dịp này, Đại Đức Thích Tâm Khiết đã thay mặt Phật tử đạo tràng chùa Phật Tâm và gia đình Phật tử Từ Vân dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng lên chư tôn thiền đức và chư hành giả an cư, đồng thời vấn an sức khỏe đến chư tôn hòa thượng, thượng tọa và toàn thể chư hành giả an cư. Chúc hành giả thân tâm thanh tịnh để tinh tấn tu tập sau khi trở về trú xứ. Thay mặt cho Ban chức sự hạ trường, Hòa thượng Thích Huệ Pháp, Thiền chủ hạ trường đã có đôi lời đạo từ tán thán việc làm ý nghĩa của Đại Đức Thích Tâm Khiết và quý Phật tử, cũng như sự giúp đỡ của Hòa thượng Thích Trí Minh, trụ trì tổ đình Lưỡng Xuyên. Hóa chủ hạ trường trong thời gian an cư đã luôn hỗ trợ cho chư hành giả được thuận tiện trong việc tu học. Nguyện cầu hồng ân tam bảo, gia hộ cho mọi người được an lạc, luôn tinh tấn tu học trong chánh pháp và cầu cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ, người dân được an lạc. Thưa quý vị, cúng dường bố thí đúng pháp để làm tốt đời đẹp đạo, giúp mọi người cùng thăng hoa tri thức, đạo đức, tăng trưởng chúng hiền thánh hiện hữu trên cuộc đời. Đó là cách báo hiếu hữu hiệu cho cha mẹ, tổ tiên và đền đáp công ơn tam bảo trong mùa Vu Lan báo hiếu. Trên tinh thần đó, chùa Hưng Thiền, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã cúng dường phẩm vật đến chư Tôn Đức Tăng Ni trong huyện Lấp Vò. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2565, sáng ngày 19 tháng 8, ngày 12 tháng 7 âm lịch, chùa Hưng Thiền, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức cúng dường các vật phẩm đến các chư Tôn Đức Tăng Ni trong huyện Lấp Vò, thông qua đại diện là Ban trị sự Phật giáo huyện. Các vật phẩm cúng dường đến các tự viện gồm gạo, đường, dầu ăn, rau củ quả các loại và bao thư tịnh tài là 1 triệu đồng, tổng kinh phí là hơn 100 triệu đồng. Tỉnh Đồng Tháp trước việc giãn cách xã hội dài ngày vì dịch bệnh gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của xã hội, trong đó có chư Tôn Đức Tăng Ni các chùa. Sự cúng dường của chư ni Phật tử chùa Hưng Thiền đến chư Tôn Đức đang cấm túc là một việc làm rất thiết thực, vừa duy trì được truyền thống cúng dường mùa Vu Lan, vừa có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Thay mặt Tăng Ni các tự viện, Ban trị sự Phật giáo huyện Lấp Vò đã niệm ân cúng dường của Phật tử chùa Hưng Thiền. Được biết đây là hoạt động mà chùa Hưng Thiền hướng đến tất cả Tăng Ni tại các huyện thị thành trong tỉnh Đồng Tháp. Đại dịch Covid-19 đã lấy đi quá nhiều thứ của con người, đảo lộn mọi trật tự xã hội. Nhưng trong đại dịch, chúng ta cũng thấy được những nghĩa cử cao đẹp xuất phát từ tấm lòng từ bi của những người con Phật. Câu lạc bộ chuyến xe nghĩa tình chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh được thành lập với sứ mệnh chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Hôm qua ngày 19 tháng 8, Hội chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức buổi lễ tuyên dương những thành viên câu lạc bộ chuyến xe nghĩa tình với những việc làm ý nghĩa, nhân văn. Phát biểu tại buổi tuyên dương, ông Trần Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 11 tháng 8 năm 2021, nhóm tình nguyện viên câu lạc bộ chuyến xe nghĩa tình chữ thập đỏ đã thực hiện một việc làm rất có ý nghĩa là chở một bé sơ sinh 3 ngày tuổi từ bệnh viện Từ Dũ về quê nhà tại tỉnh Đắk Lắk an toàn, do bé không có người thân và cha mẹ đang bị cách ly vì nhiễm Covid-19. Chúng tôi thấy rằng
vượt lên cái khó khăn, vượt lên cái hiểm nguy bằng cái tình người, bằng cái sự cảm thông, chia sẻ sự với một cái sự khó khăn của những người trong hoàn cảnh đó, cũng chính là cái khó khăn của mình, cũng là cái cảm xúc của mình. Do vậy tất cả các thành viên nói chung và cái ekip đưa đón những cái trường hợp nói trên đã thấu hiểu và đã làm được những cái việc mà tôi cho rằng đó là một sự lan tỏa tình người trong cái tình hình mà chúng ta đang phòng chống dịch bệnh hiện nay. Đây là việc làm rất ý nghĩa, nhân văn, thể hiện tình yêu thương, chia sẻ khó khăn với cộng đồng trong đại dịch Covid-19 với tinh thần thương người như thể thương thân trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng như hiện nay. Xuất phát ở xe bệnh viện Tư Dụ từ 2 giờ chiều và về đến Đắk Lắk là gần 1 giờ sáng. Sau khi bàn giao em bé cho gia đình thì thầy và đoàn sẽ quay trở lại về lại Sài Gòn tới 9 giờ sáng. Tại vì đang trong cái mùa dịch nên cái quá trình đi mình phải dừng lại, mình khai báo y tế ở một số điểm rất là lâu. Ở trong lòng nó hân hoan lắm. Mà tôi cũng ngạc nhiên là sao lại có thể lái xe liên tục từ 2 giờ chiều ngày hôm nay đến 9 giờ sáng ngày hôm sau liên tục mà không thấy mệt mỏi gì cả. Đoạn đường thì cũng khoảng gần 500 cây. Thấy bé vui khỏe, lúc nào quay qua chọc bé cái bé cũng cười lên cái. Mình cũng cảm thấy hết mệt. Nhằm ghi nhận những đóng góp thầm lặng và kịp thời động viên tinh thần, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ thành phố đã trao tặng giấy khen và phần quà đến 3 tình nguyện viên câu lạc bộ chuyến xe nghĩa tình Chữ thập đỏ, gồm Đại Đức Thích Đức Nghĩa, thể danh Cao Xuân Hiếu, tăng chúng chùa Bửu Đà, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, bà Lê Thị Anh Thư và ông Nguyễn Duy Linh. Cái hành động mà đưa em bé về thì đó cũng là cái trách nhiệm của một người tu sĩ Phật giáo, là làm những cái việc thiện nghiệp giúp ích cho người, giúp ích cho đời. Và đó cũng là như một cái món quà mà thầy gửi đến những bậc cha mẹ trong cái mùa Vu Lan hôm nay. Thật ra khi mà tôi tham gia chuyến xe này, ba mẹ lo, người nhà cũng lo. Tuy nhiên đó là tôi có thưa với ba mẹ là nói là cái mùa Vu Lan này á, là con cũng mong muốn là giúp đỡ mọi người, cũng mong là mang cái điều vui này đến để mà ba mẹ cảm thấy là đứa con có thể thực hiện được những cái điều hạnh lành đó, ở trong cái mùa Vu Lan. Đây là cái món quà cho cha mẹ. Ngoài việc làm ý nghĩa trên, ngày 18 tháng 8 năm 2021, nhóm tình nguyện viên cũng đã thực hiện chuyến xe chở sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Loan mang thai 8 tháng cùng con gái 5 tuổi và hũ tro cốt của chồng vừa mới mất vì Covid-19 trở về quê chồng để sinh nở và thờ tự người chồng quá cố tại xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Thì trong cái buổi tiên dương các điển hình tiên tiến trong cái ekip đưa bé về Đắk Lắk cũng như đưa sản phụ, đưa một bà bầu cùng một đứa trẻ 5 tuổi về Đồng Tháp an toàn, thì chúng tôi muốn nhân lên những cái mô hình đó, những kỷ cử đó và những cái tinh thần tốt đẹp hơn nữa để tất cả chúng ta đều đoàn kết, đều thống nhất trên bên cạnh cái sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để sớm chúng ta thực hiện thành công cái công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố của chúng ta hiện nay. Được biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 với biến chủng Delta hoành hành và thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa thiết yếu, vật tư y tế và người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh, ngày 1 tháng 8 năm 2021, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ thành phố đã quyết định thành lập câu lạc bộ chuyến xe nghĩa tình Chữ thập đỏ với sứ mệnh chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Với tinh thần tự nguyện và hoàn toàn miễn phí, trong thời gian qua, câu lạc bộ chuyến xe nghĩa tình Chữ thập đỏ đã tích cực đóng góp công sức đồng hành cùng công tác thiện nguyện của Hội Chữ thập đỏ thành phố như vận chuyển hàng hóa, vật tư y tế và vận chuyển tổng cộng 40 tấn nông sản trên tổng số 80 tấn đã tiếp nhận của thành hội để kịp thời chuyển đến cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các quận huyện trên địa bàn thành phố. Những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đang diễn biến ngày càng phức tạp hơn. Cuộc sống người dân khó khăn gấp bội, đặc biệt là bà con lao động nghèo. Thấu hiểu được sự khó khăn đó, Chư Ni tại thành phố Đà Nẵng đã có những hỗ trợ thiết thực cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại quận Sơn Trà.
nhằm san sẻ phần nào khó khăn. Vào ngày 10 tháng 8 2021, ni trưởng Thích Nữ Hạnh Tâm, trụ trì chùa Phổ Hiền, số 2 đường Trần Huy Liệu, Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, sư cụ Thích Nữ Minh Hiền, trưởng ban kinh tế tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, phó ban trị sự Phật giáo quận Cẩm Lệ, đã chung tay hỗ trợ hơn 6 tấn rau củ quả cho ban tổ chức chợ không đồng và 400 suất quà cho bà con khu vực cách ly phong tỏa quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tiếp đến, vào ngày 12 đến ngày 15 tháng 8 2021, ni trưởng Thích Nữ Hạnh Tâm và sư cô Thích Nữ Minh Hiền tiếp tục trao tặng 400 phần quà cho nhân dân khu vực cách ly phong tỏa Phước Hòa, An Hòa, Bình Hòa, phường Khuê Trung, quận Sơn Trà, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Qua đó nhằm động viên, san sẻ giúp đồng bào vững bước vượt qua khó khăn trong mùa đại dịch. Tổng trị giá các chương trình đã thực hiện trên là 350 triệu đồng. Chương trình chung tay quyên góp rau củ quả hỗ trợ những suất quà cho bà con trong khu cách ly phong tỏa của ni trưởng Thích Nữ Hạnh Tâm và sư cô Thích Nữ Minh Hiền, quý Phật tử, các nhà hảo tâm gần xa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Qua đó, lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện và tiếp sức cho bà con, san sẻ một phần khó khăn cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, vơi bớt lo lắng, yên tâm cùng chống dịch. Cập nhật về dịch COVID-19 trong nước, tính từ 18 giờ ngày 18 tháng 8 đến 18 giờ 30 ngày 19 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.654 ca nhiễm mới ở 37 tỉnh thành, riêng số ca cộng đồng là 6.407, 5.000 người khỏi bệnh, 380 ca tử vong. Như vậy, ngày 19 tháng 8 đánh dấu ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao nhất kể từ đầu dịch với 10.639 ca. Ngày có số ca nhiễm cao thứ hai là ngày 14 tháng 8 với 9.710 ca. Ngày có số ca nhiễm cao thứ ba là mùng 8 tháng 8 với 9.684 ca. Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 694 ca, Bình Dương tăng 742 ca, Đồng Nai tăng 214 ca, Long An tăng 117 ca, Tiền Giang tăng 196 ca. 5.000 người được công bố khỏi bệnh trong ngày 19 tháng 8, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 120.059 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 660 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 27 ca. Ngày 19 tháng 8, ghi nhận 380 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 7.150 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc. Về tiêm chủng, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 15.922.537 liều, trong đó tiêm một mũi là 14.359.868 người, tiêm mũi 2 là 1.562.669 người. Tối 19 tháng 8, Bộ Y tế cho biết AstraZeneca đã chuyển thêm 1,2 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Lô hàng được đưa về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình hình số ca nhiễm trong cộng đồng những ngày qua tăng mạnh, thành phố Hồ Chí Minh quyết định từ 0 giờ ngày 23 tháng 8 sẽ tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với yêu cầu ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố. Thông tin được ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 công bố trưa ngày 20 tháng 8, trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 164.342 ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch thứ tư và trải qua 42 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và 16 tăng cường. Theo ông Hải, thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống COVID-19 và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, để tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết 86 của Chính phủ, chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch 2715 của Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố tiếp tục tăng cường, nâng cao các biện pháp với phương châm mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch với 5 giải pháp sau. Người dân thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố với tổ dân phố, khu phố ấp cách ly khu phố ấp, phường xã thị trấn cách ly với phường xã thị trấn, tập trung chăm lo cho bệnh nhân F0, điều trị người có triệu chứng chuyển nặng để hạn chế tử vong, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực nguy cơ rất cao là vùng đỏ trên bản đồ COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh.
tăng cường đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân. Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng kịp thời đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn. Thành phố đề nghị người dân bình tĩnh, yên tâm thực hiện 5K cộng với thuốc uống, không tập trung gom mua hàng hóa thực phẩm. Thành phố đã chuẩn bị các phương án cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch nêu trên. Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê thông tin thêm, những biện pháp này là bước nâng cao tập trung hơn, đẩy mạnh hơn để thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố có hiệu quả cao nhất. Chính phủ yêu cầu trước ngày 15 tháng 9, thành phố phải kiểm soát được dịch. Do vậy, 5 giải pháp trên sẽ tiến hành bắt đầu từ 0 giờ ngày 23 tháng 8. Như vậy, để ứng phó diễn biến dịch bệnh phức tạp, từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát vào cuối tháng 5 cho đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó giãn cách xã hội với các cấp độ thắt chặt tăng dần. Cụ thể, từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6, thành phố giãn cách theo chỉ thị 15. Từ 15 tháng 6 đến 8 tháng 7, giãn cách theo chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 9 tháng 7 đến 15 tháng 9, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Trong đó có 26 ngày, thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thêm các biện pháp tăng cường như cấm ra đường, ngừng các hoạt động không thiết yếu sau 18 giờ. Kết thúc chương trình hôm nay là những cập nhật về tình hình COVID-19 trên thế giới. Theo trang thống kê Worldometer, đến nay toàn cầu ghi nhận hơn 210,8 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần 4,42 triệu ca tử vong và gần 188,8 triệu bệnh nhân bình phục. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 720.491 ca mắc và 10.876 ca tử vong. Mỹ là nước có số ca mắc mới trong một ngày cao nhất thế giới với 154.917 ca, trong khi Indonesia là nước có số ca tử vong cao nhất với 1.492 ca. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch trên thế giới với 38.231.787 ca nhiễm và 643.112 ca tử vong. Ngày 19 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông và đệ nhất phu nhân Joe Biden sẽ tiêm mũi thứ 3 vaccine COVID-19 để tăng cường khả năng miễn dịch đối với virus SARS-CoV-2. Tại Trung Đông và châu Phi, Israel thông báo đã phát hiện 10 trường hợp đầu tiên nhiễm đột biến AI3, là một trong những đột biến mới của biến thể Delta, được cho là nguy hiểm hơn các đột biến khác. Bộ Y tế Israel khuyến nghị phong tỏa toàn quốc lần thứ tư nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh. Tại châu Âu, trong bối cảnh số ca nhập viện vì mắc COVID-19 tăng, Bỉ quan ngại đợt bùng phát dịch mới vào đầu tháng 9 khi kỳ nghỉ hè kết thúc, học sinh quay trở lại trường học và người dân trở lại công sở. Trung bình mỗi ngày nước này ghi nhận gần 2.000 ca mắc COVID-19 và 3,3 trường hợp tử vong, đưa tổng số ca tử vong lên hơn 25.300 ca kể từ đầu mùa dịch. Trong khi đó, số trường hợp xét nghiệm COVID-19 cho kết quả dương tính tại Đức cũng đang gia tăng, cho thấy làn sóng bùng phát thứ tư đã bắt đầu. Tại châu Á, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Thái Lan từ đầu dịch tới nay đã vượt ngưỡng 1 triệu ca, sau khi sáng ngày 20 tháng 8, nước này ghi nhận thêm 19.851 ca mắc mới, cùng 240 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua. Ngày 20 tháng 8, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bo-kyum quyết định kéo dài thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội thêm 2 tuần đến ngày 5 tháng 9 tới, song có sự điều chỉnh phù hợp để kiềm chế sự lây lan của các biến thể virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, Singapore sắp khởi động chiến dịch tiêm mũi vaccine COVID-19 bổ sung và có thể sẽ tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi vào đầu năm 2022. Hiện nay, có một số nước như Israel, Pháp, Đức và Anh đã khởi động cũng như đang chuẩn bị tiêm mũi bổ sung thứ ba. Ngày 20 tháng 8, Úc thông báo sẽ gia hạn lệnh phong tỏa khu vực Sydney và siết chặt các hạn chế phòng dịch tại một số điểm nóng trong thành phố. Lệnh phong tỏa thủ phủ Sydney và một số vùng lân cận sẽ được gia hạn đến hết tháng 9. Và từ ngày 23 tháng 8, việc đeo khẩu trang sẽ là bắt buộc đối với mọi người dân khi ra khỏi nhà trừ lúc tập thể dục. Thưa quý vị, phần tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin Phật sự 20 giờ hôm nay của kênh Phật sự Online. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý vị thân khỏe, tâm an và luôn an lành hạnh phúc trong mùa Vu Lan báo hiếu. Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
phẩm hoa. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình, có làm hay không làm.